Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với James. Thì sáng hôm nay á, mưa rất là lớn, mình đang chạy xe đi làm. Thì tự nhiên xe mình nó báo là check coolant level. Thì mình chưa hiểu cái đó là cái gì hết, mình không có biết. Tại vì nhiều cái, không phải cái nào trong xe mình cũng biết hết. Thì sau khi tìm hiểu thì mình mới biết là cái nước làm mát động cơ nó bị thấp. James sẽ để cái hình cái xe mình nó báo cho các bạn coi nè. Thì sẵn thì James sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách mà để mình châm dung dịch coolant vào cái xe như thế nào, khó hay dễ. Thì thực sự rất là dễ nha các bạn. Chắc mọi người cũng thắc mắc coolant là gì đúng không? Thì James sẽ giải thích một chút xíu. Coolant hoặc là người ta còn biết đến với cái tên là antifreeze, có nghĩa là chất làm mát, chất chống đông. Thì cái chất này vô cùng quan trọng, giúp ích cho động cơ rất là nhiều. Khi mà bên ngoài quá nóng thì nó sẽ giúp làm mát cái động cơ, hoặc là khi mà bên ngoài quá lạnh nó sẽ giúp chống cái bộ tản nhiệt đông cứng lại. Đó, các bạn thấy rất quan trọng không? Nếu mà không có cái này á, có thể là xe mình sẽ bị không hoạt động được luôn á. Thì trên thị trường có rất là nhiều loại dung dịch, các bạn phải tìm hiểu và đọc cái hướng dẫn của nó, thì có coi cái dòng xe mình là thuộc vào loại nào thì chúng ta sẽ chọn cái loại đó. Em có lên mạng làm research thì thấy ở Mercedes có, nhưng mà mình phải order, thì do là cái xe mình đã báo rồi nên em không có muốn đợi thêm mấy ngày, thì quyết định là chạy ra cái chỗ AutoZone á, nó có cũng có một cái loại dành cho chiếc xe của em, thì em đã chạy ra mua. Thì giá cả cũng chênh lệch nhau mấy đồng à, nhưng mà mình muốn take care cái xe mình good thì mình mua liền thôi. Thì ở đây em có cái bình đó đây nè. Nè các bạn coi. Thì sau khi đọc tất cả các thông tin thì mình thấy nó work cho rất nhiều dòng xe, và trong đó có cái dòng xe của mình. Tại vì cái này nó ghi là Mercedes Bree 2014, có nghĩa là trước năm 2014 thì có tất cả những loại xe đó có thể xài được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cũng như là chỉ cho các bạn biết cái cách mà để mình châm vào cái coolant, hoặc là cái cách mà mình check nó. Tại vì theo khuyến cáo á, thì mình nên check khoảng 6 tháng một lần để mình coi cái mức độ như thế nào. Thì check như thế nào thì mình sẽ dẫn các bạn đi ngay bây giờ. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần đó là mở cái hood lên. Thì đa số cái xe nó sẽ nằm ở dưới đây, nó có cái cờ giật xuống một cái là cái hood sẽ mở. Sau đó mình sẽ lòn tay vô giữa nè, dưới đây nè, nó có một cái khóa, lòn đẩy lên cái là để lên thôi. Thì tùy vào dòng xe nha, xe của mình thì nó cái hood này nó bằng e nên mình để ra được, còn nhiều dòng cũ á, thì mình phải có cái cây mình chống chứ không thôi nó rớt cái đầu á. Ở đây á, thì chúng ta có là cho cái windshield, cái nước để chưa quạt windshield nè. Cái kia là nhớt cho thắng. Thì cái coolant nó nằm ở đây, các bạn có thể thấy nè, cái biểu tượng của nó như cái tấm hình mà lúc đầu chị em đưa coi á. Thì cái cách check cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần mở cái này ra thôi nè, dặn nó ra. Đó, thì các bạn nhìn sâu vô bên trong có thể thấy là một cái trụ ở trên có màu đen và ở dưới có màu trắng. Thì cái mức nước coolant chuẩn là sẽ nó sẽ nằm ngay ở giữa cái điểm giao nhau giữa màu đen và màu trắng. Thì hiện tại các bạn có thể thấy là cái nước coolant của mình nó đã hạ xuống thấp ở dưới màu trắng rồi đúng không? Thì có nghĩa là mình phải châm. Thì khi mà mình châm, mình cứ châm từ từ. Khi mà nó hít vô cái đường ở giữa, ngay đường line giao điểm giữa màu đen và màu trắng, thì cái coolant của mình là đã đủ. Cái bình coolant mà James mua ở bên AutoZone á, nó có một cái dòng chữ rất là quan trọng: Do not add water. Thì tại sao nó có cái dòng chữ này? Là tại vì theo mà James được biết á, là nó có rất là nhiều loại coolant, mình phải mix tỷ lệ 1:1 giữa cái liquid đó với lại nước rồi mới đổ vô trong. Còn cái loại này là họ mix sẵn rồi, thì mình chỉ cần đổ trực tiếp vô thôi. Ồ, quên một điều nữa là có rất là nhiều loại coolant, thì mỗi cái loại dành cho mỗi xe khác nhau thì nó sẽ có màu sắc khác nhau. Như cái này các bạn thấy là nó dành cho Mercedes Bree 2024, thì có nghĩa là nó dành xe của mình xài được. Và nó có màu xanh nè, cái nắp này nó có màu nè. Và các bạn hãy coi ở trong, cái dung dịch của mình nó cũng màu xanh luôn, có nghĩa là đúng. Đó, mình phải coi kỹ cái này nha, đừng có bỏ lộn vô là kỳ lắm. Đó, mình sẽ tạo một cái lỗ và nhớ cái phần này nè, các bạn phải để nó dẹp vô nè, để nó không dính vô. Thì khi mình đổ nó không bị lọt ra ngoài, nó dễ đổ hơn. Thì đây mình đổ một tay luôn, coi thử nha. Các bạn đổ từ từ thôi nha, đổ rồi mình có thể canh được cái lượng nữa. Ở đây mình để một tay nó hơi khó xíu, mọi người thông cảm, đổ một tay nó hơi khó nên mình phải để cái phone bên kia. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đổ vô nha. À, bây giờ mọi người có thể coi nè. Đó, cái dung dịch của mình đó, nó đã nằm lên ngay cái mức giữa màu đen và màu trắng rồi, các bạn thấy không? Hồi nãy nó nằm lô xuống dưới luôn. Vậy là mình làm xong rồi nha.
chỉ đơn giản vậy thôi. Cho em muốn gửi cái video này tới tất cả mọi người, để ai cũng có thể làm được, tại vì cái này rất là dễ làm luôn. Đừng có cái gì cũng đem ra tiệm, người ta biết mình không biết làm á, không có biết về xe, người ta sẽ chém rất là mắc. Cái này mình tự làm, đơn giản, chỉ có tốn khoảng 5 phút là xong rồi. Đó, chúc mọi người thành công nha. Hẹn gặp lại ở video kế tiếp.